Xin chào cả nhà, hôm nay mình nấu món đi thăm bộ đội nè cả nhà ơi. Đó, từ đầu năm đến giờ lính nó nhập ngũ, giờ bắt đầu là lính mới nó vô cả nhà, bây giờ nó mới cho thăm nè. Rồi chú bộ đội nói lâu quá chú bộ đội chưa có ăn cái món này cả nhà. Nên là mình nấu gà cả nhà, mình ướp sơ sơ cả nhà, chút mình tao gà săn trước khi nấu ngay cả nhà. Thứ hai, bắp, cà rốt, nấm hương. Cái nấm nào to đó cả nhà thì mình cắt làm đôi, nấm nào nhỏ là mình để nguyên nấm ngay cả nhà. Rồi táo tàu là mình ngâm này cả nhà, mình ngâm tại mình để lâu quá đó, mình để trong tủ lạnh đó. Mình ngâm sơ sơ thôi cả nhà, rồi bắt đầu mình vớt ra rổ luôn. Chỉ có cái hạt sen này mình kiếm hạt sen tươi không ra cả nhà, mình phải ngâm hạt sen khô này cả nhà. Đó, hạt sen khô là nấu hơi cực một tí, hầm hơi lâu đó, nhưng mà nó đúng ra của nó như vậy. Rồi rồi cả nhà muốn ăn miếng thì ăn, muốn ăn hủ tiếu ăn, đại khái là cả nhà muốn ăn gì ăn, ăn bún cũng được, nhưng mà con chú bộ đội kêu thèm miếng. Giờ mình nấu miếng. Rồi nhà mình nấu cái gì nấu cũng không không qua trứng cút cả nhà. Cũng phải có trứng cút, trứng cút mình đang luộc đây, giờ mình để cho nguội bếp đây cả nhà. Rồi bắt đầu mình luộc đó, con mình nấu bò kho, bất cứ nấu giống gì cũng có, trứng cút đó. Rồi bây giờ mình đi tiến hành mình làm những chuyện khác nha nhà. Rồi cả nhà ơi, mình đã làm xong rồi cả nhà. Giá nè, giá mình bỏ ở dưới cái miếng đậu xanh đó cả nhà. Đó, mình trụng giá, trụng miếng đậu xanh ăn rất là ngon cả nhà, còn ai không thích ăn thì thôi. Đó, bây giờ là cái nào ấy, là mình cái nào nhỏ là mình để nguyên nấm nè cả nhà. Rồi táo tàu, bắp. Rồi bây giờ mình đang ráng xíu mỡ gà nè cả nhà, cho nó có màu gà đẹp á. Ở đây sao tự nhiên hơn có cái con này có được mỡ gà, mình không có mỡ gà này, mình không có bỏ dầu dầu chiên nữa nha cả nhà. Mình không có làm dầu nữa, mình chỉ làm bằng cái mỡ gà này thôi. Đó, như đây là đủ béo rồi đó. Rồi cả nhà, hạt sen mình cũng phải hầm lại cả nhà ơi. Phải hạt sen khô á, mình ngâm nãy giờ rồi, bây giờ mình hầm lại cho nó mềm mềm, mình mới bỏ qua cái nồi để ngay cả nhà. Còn gà nãy giờ mình ướp 15-20 phút rồi nè cả nhà. Đó, cái mỡ gà đó mà nó ấy rồi, bắt đầu mình bỏ gà vô mình xào. Mình xào cho săn gà là nó mới ngon. Rồi cái mỡ gà nó hơi vàng vàng cả nhà, bắt đầu mình bỏ xíu hành tỏi nữa nghe cả nhà, cho nó thơm, cho nó cái hương vị nó thơm đó. Bây giờ cái hành tỏi này nó vàng nữa là bắt đầu mình đổ gà vô mình xào là ok các cả nhà. Cả nhà ơi, săn thiệt săn luôn nha cả nhà, săn thiệt săn luôn. Bắt đầu mình mới chế nước vô nghe cả nhà, mình nấu nước sôi càng tốt đó. Rồi bắt đầu mình bỏ cà rốt với lại bắp mình hầm trước nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, tao gà săn đâu vào đó, rồi bắt đầu bỏ cà rốt cả nhà với lại bỏ bắp vô đó. Rồi xôi thấy cà rốt mềm mềm rồi cả nhà, là bắt đầu mình mới bỏ nấm hương với lại táo vô, tại hai cái này nó dễ chín lắm cả nhà. Còn cái hạt sen là mình đang hầm ở bên này đó, mình hầm bên này mềm rồi mình bỏ qua luôn cả nhà, khỏi mất công. Như ví dụ mình hầm là 8:30 đi, là mình bỏ qua cái nồi đi luôn nữa là ok cả nhà. Đó, mình bỏ qua một bên nữa ha. Nếu mà có hạt sen tươi á cả nhà, hầm luôn nó ngon lắm cả nhà. Bây giờ không có hạt sen tươi, mình phải mua hạt sen khô. Rồi, ok. Mời cả nhà ăn món ngay, ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Ok.